Hẹn nhau mọi người, hôm nay đã là ngày 18 tháng 5 rồi mọi người ơi. Là một ngày các Blink đã mong chờ từ lâu để có thể được trải nghiệm Blackpink The Game. Nhưng có một điều đáng tiếc là chúng ta không thể nào tải trực tiếp từ App Store Việt Nam được. Cho nên hôm nay So sẽ hướng dẫn cho mọi người cách tải Blackpink The Game trên hệ điều hành iOS nha. Đầu tiên các bạn sẽ vào trong phần App Store nha. Xong rồi các bạn sẽ chọn vào ảnh đại diện của mình ở bên góc phải nè. Rồi bấm vào cái mục đầu tiên chỗ có cái email của mình luôn. Tiếp theo các bạn sẽ chọn quốc gia và vùng nha. Ở một ngày các bạn chỉ cần tua xuống và tìm khu vực Singapore là được nè. Tiếp theo mọi người chọn vào non. Xong rồi qua tới bước tiếp theo nha. Ở bước này các bạn chỉ cần làm theo hướng dẫn của video là được nha. Và một điều quan trọng là các bạn phải ghi nhớ cái mã postcode này. Và trong quá trình ghi thì các bạn không được thoát ra bên ngoài hoặc là tắt App Store nha. Vì khi các bạn thoát ra bên ngoài thì nó có thể làm ảnh hưởng đến cái quá trình mà mình chuyển vùng đó. Sau khi xong xuôi thì các bạn chỉ cần tắt App Store và mở lại nếu mà nó đã hiện vùng là Singapore là được. Các bạn chỉ cần vào thanh tìm kiếm tìm Blackpink The Game và tải game về thôi nha. Sau đó thì chuyển game thôi nè. Sau khi tải game xong, nếu mà các bạn muốn trở lại vùng Việt Nam thì các bạn chỉ làm các bước tương tự giống như lúc đầu nha. Các bạn chỉ cần lưu ý là tên thành phố với lại cái postcode mà mình ghi trong video này là được. Nhập các nội dung đó xong xuôi thì chúng ta đã có thể chuyển về khu vực Việt Nam lại như cũ rồi nha. Và bước cuối cùng mà chúng ta cần làm đó chính là enjoy the game. Chúc các bạn sẽ thành công. Và đừng quên follow Son và để lại một tim cho video này nha. Hẹn gặp lại tất cả các bạn ở trong game nè. See ya.